Xin chào các bạn, tôi là Bùi Ngọc Hân, quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến KoreaShop24h.com. Thưa các bạn, video ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về công dụng của hồng sâm ngâm mật ong của Hàn Quốc. Vâng, thưa các bạn cũng biết rằng là hồng sâm ngâm mật ong đó là một cái sản phẩm bổ sức khỏe rất là hữu hiệu và đang được ưa chuộng hiện nay của Hàn Quốc, một cái sản phẩm của Hàn Quốc rất nổi tiếng. Và cái công dụng tuyệt vời của nó thì đối với từng đối tượng sử dụng đều có những cái tác dụng khác nhau, như là đối với nam giới, nữ giới, đối với người già hay đối với trẻ nhỏ, và đặc biệt là đối với người bệnh thì nó có cái tác dụng là khôi phục sức khỏe rất là tốt. Nó hỗ trợ điều trị, nó tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta, cho nên là những cái người mà đang ốm yếu, đang bị suy nhược cơ thể hay là cần phải bồi bổ sức khỏe thì nó rất là hữu ích. Vâng, còn đối với nữ giới thì sao ạ? Các chị sẽ thấy rằng là cái sản phẩm này là một cái sản phẩm làm đẹp từ bên trong ra. Khi mà các chị sử dụng nhiều thì nó sẽ làm các chị có một cái làn da hồng hào, mịn màng. Nó được tái tạo làn da và nó giúp ngăn chặn cái nám cũng như là cái tàn nhang rất là tốt. Vâng, và nó được bổ sung các cái protein cũng như là các cái vitamin C ở trong cái hồng sâm ngâm mật ong đấy thì nó rất tốt cho da của chúng ta. Và chắc chắn là các chị sẽ rất là xinh đẹp, đúng không ạ? Thế còn đối với các anh thì sao ạ? Vâng, hiện nay thì các anh cũng có rất là nhiều những cái áp lực trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Nó khiến cho các anh ngoài cái việc là suy nhược cơ thể, là mệt mỏi, thì nó có một cái tác dụng, nó có một cái tác hại nữa. Từ cái áp lực công việc đó là các anh bị giảm ham muốn trong cái cuộc sống vợ chồng, hay là nó làm chán nản, đúng không ạ? Thế thì cái tác dụng của hồng sâm ngâm mật ong nó làm giúp cho các anh là bổ sức khỏe, nâng cao cái thể trạng, và nó rất tốt ở cái điểm là nó giúp cho các anh có cái khả năng hứng thú với cả cái việc chăn gối hơn, cũng như là nó giúp cương dương tốt, thì là nó sẽ phục hồi cái đời sống sinh lý của các anh tốt hơn. Vâng, và hồng sâm ngâm mật ong đặc biệt tốt đối với người già, giúp cho các cụ có một cái sức khỏe tốt này, giúp nâng cao cái thể trạng của các cụ, cũng như là giúp các cụ có thể có một cái giấc ngủ sâu, ăn tốt, ngủ tốt hơn. Vâng, và tăng cường trí nhớ. Đấy là những cái mà cái tác dụng mà rất là hữu ích đối với người già từ cái hồng sâm ngâm mật ong. Còn đối với trẻ nhỏ ạ, vâng, thế trẻ nhỏ thì khi chúng ta còn là phải học này, còn phải các con còn đang phát triển, đúng không ạ? Còn cần phải nâng cái sức đề kháng, bồi bổ cơ thể để các con có thể hoạt động tốt này, rồi các con có thể tập trung trong cái việc học hành, cũng như là tập trung trong cái việc kể cả cái việc chơi thì các con cũng sẽ có cái độ tập trung tốt hơn. Vâng, và nó hỗ trợ rất nhiều trong cái việc là tăng cường trí nhớ cho các con. Vâng, đấy là những cái công dụng rất là tuyệt vời của hồng sâm ngâm mật ong của Hàn Quốc. Đấy là những cái mà tác dụng mà chúng ta có thể nhìn thấy và chúng ta có thể là áp dụng cho bản thân mình, dùng cho bản thân mình cũng như là dùng cho người thân, để tất cả chúng ta đều được khỏe mạnh, đúng không ạ? Vâng, trên đây tôi vừa mới chia sẻ với các bạn về cái công dụng rất là tuyệt vời của hồng sâm ngâm mật ong của Hàn Quốc. Để biết thêm những cái thông tin về hồng sâm cũng như là những cái sản phẩm khác của Hàn Quốc, những cái sản phẩm bồi bổ sức khỏe khác, thì mời các bạn truy cập vào trang web KoreaShop24h.com hoặc gọi điện tới số 0979 149256 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Chúng tôi có cái phương châm bán hàng chất lượng là uy tín, luôn luôn mong muốn là mang đến những cái sản phẩm chính hãng và uy tín nhất tới tay người tiêu dùng. Mời các bạn tham gia cái chương trình hoàn trả đổi hàng trong vòng 7 ngày của chúng tôi có, để luôn luôn là đáp ứng cho khách hàng những cái sản phẩm tốt nhất và hữu ích nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.